vía bà ơi. À, cho bà cái lấy vía không? Không cần vía đâu. Đi 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 đi. Thôi cứ chỗ đi mình đi này. Hôm nay là sáng mùng 2 Tết năm Giáp Thìn các bác nhé. Gia đình Đức Thắng đi vãn cánh chùa. Đây là ngôi chùa có tên gọi là chùa Khánh Long, ngay ở cái thôn Cùng Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi chùa tồn tại được khoảng hơn 600 năm rồi các bác. Đây là chùa Khánh Long. Vâng ạ. Hắn đang dẫn bố đi chùa đó bác. Điện này chứ, điện này. Đồ chơi nào? Người ta bán đấy chứ có chơi đâu. Đúng rồi, bố bố cho phi thử coi đâu. À, nếu mà à, thử coi, thử coi, thử coi. Không thử là thử là mất tiền đấy nhá. À, không được à? Chán nhá. Chơi đâu? Chơi không được rồi. Hả? À, bố cũng biết chơi đâu, con biết chơi, con chơi. Thử ra thử cái nữa. Chú, sao bố không thử được? Bố không biết. Con thử đi. Chú cho thử đấy. Móng vuốt đây nè. Móng vuốt à? Sắc lắm à, để đây chú tí ra chơi. Biết chơi đâu mà. Đi đi vào chùa, đi vào chùa. Đấy, súng thật đấy. Đồ súng đây. Súng như súng thật. Đấy, súng này. Đấy, súng bắn là bắn bia này. Bắn bóng bắn bia đấy. Chị nào? Bố ơi, ai bắn chính được quả bóng hay mà hai quả bóng là được thưởng. Được thưởng gì? Được thưởng đồ chơi. À, bóng bóng cả ô tô đồ chơi nữa. À đây à? Ừ. Thôi không, con không biết chơi. Biết chơi không? Không. À, gì đây, gì đây à? À, gì đấy? Cái này là cái vòng quay. Vòng quay à? Để trăm chỉ điểm đấy. Đây là lại cúng cụ thế, lại cúng cụ kia, cúng cụ kia, nhanh lên, đây đây cái mẹ đang cúng kia, đang bái cụ kia, lại bái cụ đi. Thank you.
Đây cái chuông. Cái chuông ế đừng đừng ngủ. Văn chung dung hình. Cái khẩu trang vứt đi con. À nhặt đấy, nhặt bố thùng rác nha. Nhặt gạt hết đi. Phải cho lọc à. Tao xin nha. Tao xin bà. Tao nhặt bố thùng rác đấy ạ. À thế à, giỏi quá. Ôi giời, giỏi ha. Dạ, tao. Đây này. Thùng rác kia có đây, thùng rác kìa, thùng rác. Tự đấy đấy, tự đấy thôi. Cảm ơn bà. Lộc lộc bà cho lộc. Nó nhặt rác. Nhặt rác bỏ thùng rác. Chờ mẹ đi với. Chờ mẹ đi với.
nam đàn đà câu còn đức hoa bà để chờ mẹ đi luôn. Để lại đó. Cô đang nhặt rác. Cho thùng rác cho nó sạch, đỡ ô nhiễm môi trường con. Thôi thì nhặt cái trong này thôi con, nhặt trong này thôi. Đi đã, mình mà khó thì nên đi nặng con vào. Xem cái thùng đâu. À, cái kia, đấy người ta đốt kìa. Đưa đăng cơ kìa, ê, ê. Đem kia đấy người ta đốt. Đấy, con bỏ ra đấy người ta đốt. Đây có cây bồ đề. Khá là to các bác. Mùng 2. Để nữa rồi tí bà đốt. Ai ai dím ấy, để có cái dím cấm xả thả đồ dím dím hả dím như cái gì dím con nước cái gì đó bố bé con này đi hả từ từ bé con này dím chắc phải thả đây. Mua bé bên đây rồi. Ai muốn con á? Không được nhớ nhiều, con nhớ chưa? Đi vào đây, vào đây.
Đấy, nghịch thế. Ôi, cái gì tai đây? Ta chua mà. Đi đâu đây? Đi đằng kia, đằng kia. Đi, 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 có chỗ công chảo đẹp này. Chạy lung tung. Hả? Rác đây. Ra đây. Mẹ ơi. Mẹ đi mồi kệ ta cứ đi vô, đi vô đi. Đi chơi đi đi. Cúng cụ đi. Đừng sờ vô đấy, để nó đánh. Mấy ông đang đánh, đâm đánh coi. Có rổ nữa. Đừng đụng vô đó. Lầu cô chín. Cây cây này.
Dầu ơi. Hả? Đu rừng ra đó. Đây là một khu rừng. Rừng đấy. Có gì không? Không có gì đâu, có cây thôi. Quay lại đi. Có cái gì đây? Đây. Có gà kệ nó. Đi đi đi, vào đây quay lại đi. Đừng phút đó. Đi đây. Đi mà dài này bố. Rễ cây. Cây nhưng mà cây nhà hoa. Cây thì biết cầm ba là cắt cầm nè. Mấy ơi quái. Đi đi. Cô chị đâu rồi? Làm việc nhiều sao? Bye.
Đất con ở rất tốt, nhà con rất tốt. Đây, đây. Và năm nay tên Thiên Đình người ta có dạy con là em một trăm không cho ngồi đâu. Rằng con mai con bị lạc bỏ đồ với châu túi chị lính đi châu này mai con bị lạc bỏ vào đây mai con bị lạc công việc cẩn cầm bỏ đây bỏ vào cái túi em với đây tự nhiên cô có làm con rác bỏ thùng rác người ta mới cho à nhặt con đó à đây con nhặt rác bỏ thùng rác người ta cho nó bỏ đây cho mẹ à cho con đó bỏ thùng con đó ô con trai mẹ giỏi nhà đó có ăn chi không con nhặt cái gì mà con nhặt rác rồi người ta cho bánh kẹo nữa thấy chưa nè rồi hai con chị thấy chưa nè cái giếng sang bên kia có cái giếng rồi đi sang bên kia đi. Đây, mình yêu đi nồng say mà lại. Cây bồ đề gươm nhỉ, cây cổ thụ nghìn năm ấy. Đây có cây chanh. Chanh có gà. Thôi đi yêu đương đồng say nào, yêu đương. Đi con. Tình yêu. Yêu đương đồng say là một cái gì? Đi 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 đi. Cô ta trả cho con ăn. Ăn lại rồi. Đi đi. Đi đi nhìn liền thôi à. Chuyện ngà. Đi đây đi đây. Đi đây. Đây. Đi đây nào, đây. Tao bắt chưa? Đi ra. Thank you.
đi vào đây. Kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kiêm người cái đây kem mấy cái thôi. Rồi xuân năm mới mở hàng đi cho. Kem mấy cái chứ. Kem 10.000 đã tốn qua thức cả đêm một luyện đi chứ. 20.000 mà chưa ăn được. Kẻ một Phô mát. Chúng không? Kiểm với phô mát không có chảy hết nha. Đồ đẹp kìa. Châu ơi, 20.000 châu này. Châu ơi. Dạ. Tháo hết ra rồi à? Tháo nhanh chứ. xong một vết thương. Mua luôn đi. Một đi, hết luôn. Được chưa?